Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Tiếp tục video ngày hôm nay, đệ tử Cao Phong lại test tiếng bát cực kỳ phê, đánh rất gọn, sâu và uy lực của những quả súp điện bát 40 EB1500. Vâng, B3 EB1500. Hình thức bát mặt rất là đẹp. Bát 40 các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn, được thiết kế một cái kiểu dáng rất là đẹp, gọn gàng và xinh để phối ghép mọi cấu hình âm thanh và karaoke. Thùng gỗ xịn các bác này, sơn sần bóng, trên đỉnh có lỗ cắm cọc loa, thùng rất là đẹp. Thiết kế cực kỳ đẹp và xinh, bát mặt lưới căng phía trước này. Logo B3, là lỗ thoát hơi trên dưới, đẹp. Đấy. Kích thước chiều sâu là 50, chiều cao 50 và cái chiều ngang tầm khoảng 45, cực kỳ gọn và đẹp. Đấy, bên sườn nó đều có cái lỗ để các bác lùa vào khênh, và này rất là nặng các bác nhá. Tiếng bát đánh rất là gọn, sâu, tiếng hay. Đấy, các bác nhìn này, kiểu dáng rất là đẹp luôn, xinh. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những quả súp V3 EB1500, bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 077226096. Đây là thông số phía sau này. Đây, mạch công suất nhá. Đây mới nhích có một chút âm lượng thôi mà nó tiếng của nó rất là uy lực luôn. Nút to nhỏ này, đây nút cắt tần số này, nút đảo pha này, đây cái đường đấu bằng gen kẹp đỏ đen này, và đây là đường vào AV này. Đấy, đây là model này EB1500 các bác. 1500 này, Super B3 chia. Đấy. Hình thức rất đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những quả súp B3 bát 40 EB1500, các bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 077226096. Tiếng đánh cực kỳ căng và gọn.